như cao nguyên đá Đồng Văn nói chung thì các du khách thường biết đến một món cháo có tên là cháo thuốc độc, là một món cháo có tên là ấu tẩu. Thì món cháo này thường người ta ăn, đồng bào ăn vào buổi tối. Củ ấu tẩu, một loại củ mà chỉ trồng được cái vùng cao này thôi. Củ này thì vào tầm tháng từ tháng 7 đến tháng 10 dương lịch thì củ này vẫn người ta bắt đầu khai thác. Củ này còn thu hoạch, bởi vì bản thân củ này nếu không biết ăn, ninh không kỹ thì ăn sẽ bị độc, ngộ độc. Nhưng khi ninh kỹ ăn rất là ngon, bổ, vì ăn vừa phải vì nó cũng vị đắng. Đây là một loại biệt dược. Người ta có câu là thuốc đắng giã tật. Cháo này thì là một cái loại biệt dược vô cùng quý trên các ngọn đá, mà chỉ một năm, chỉ một vụ thôi, giống cái mùa hoa tam giác mạch cũng như là mùa hoa bạc hà. Cô phải ninh cả ngày luôn, ninh cả nước gạo, không ngâm nước gạo qua một đêm thôi, không bao giờ mới ninh. Ninh từ 9-10 giờ trưa đến 6-7 giờ tối cho khách hàng ăn, rồi lúc ấy nó mới hết độc. Trước khi ninh mình ăn thử, nếu mà hết độc mình cho khách ăn, mình phải dùng trước. Mình làm mình trực tiếp ninh ăn thử luôn, còn độc là nó tê luôn, nó gây phản ứng luôn. Cô bán được từ năm 96 đến giờ, gần 30 năm chưa gặp một trường hợp nào làm sao hết cả. Ăn cái này rồi, sau khi ăn này đừng ăn quả lê, vì là nó kỵ với quả lê ấy. Còn sau đến sáng mai ăn thoải mái luôn. Thì từ đêm nay đến sáng mai là ăn thoải mái rồi, tầm 7 giờ sáng mai mình dậy về đi ăn sáng là ăn thoải mái, không sao cả. Lạ quá chưa bao giờ ăn. Thường em ăn khổ qua thì kiểu như là nó chỉ đắng một thôi, này chắc phải đắng 10 lần. Thực sự đắng luôn á, nó hơi thuốc bắc một chút. Em nghĩ là cái này thì ví dụ như sống ở trên đây lâu á thì ăn thì chắc nó sẽ ống cơ thể hơn, có thuốc bắc các thứ, nhưng mà em cảm thấy vậy là em không cần lắm. Chân giò là cô lấy lợn ngon ở trên này luôn, phải nuôi gần 2 năm mới được con lợn. Cô không lấy lợn tăng trọng với đâu. Ở trên này cô cứ phải thui thật kỹ lên, vàng lên, không là cô ngâm vào nước. Không, cô cạo sạch đi, không cô bắt đầu mới chặt, cô cho gừng, cho nghệ vào, cho ít muối vào đấy, còn không có mì chính, không có gì cả. Đấy, xong là ninh vừa vừa thôi, ninh nó vừa tới là được, chứ cô không để dừ. Móng giò bao giờ cũng hay trước.